Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay có anh ấy, có bạn à, có em Hoàng. Em Hoàng đến chơi để hỏi về cái khởi nghiệp. Chắc là em hỏi nhiều thứ cho nên là luôn tiện ngồi anh em nói chuyện thì quay lại luôn, vừa tư vấn cho em Hoàng vừa có thể ai đấy muốn khởi nghiệp thì cũng nghe luôn cũng tốt. Là xin mời em. Dạ. Thì giống như là bây giờ mình đang em cứ nói đi, nó thu âm tốt. Thì giống như mà bây giờ mình đang từ tay trắng, giờ mình kiểu như mình chưa có quan hệ, mình chưa có nhiều vốn, thì thôi đại loại anh cứ nói những cái bước nào, để những cái bước lớn mà mình cần phải bước đi dần để mình bắt đầu mình có một cái công ty mà hoạt động tự động giống như công ty của anh hiện giờ. Em ngồi bên này luôn để cho nó quay luôn nhỉ, có bao ngại vào hình không? Dạ không. Không sao, bên này ngại gì đâu. Có một ghế đằng đấy luôn. Em cũng hay làm video quay phim này. Chắc như một cái ghế của con à. Ghế sấm bay. Thì em muốn hỏi là làm sao để mà khi mà chưa có gì mà có thể khởi nghiệp được hay sao? Dạ, giống như là những cái bước nào mà để mình tạo ra một cái công ty mà kinh doanh tự động được, giống như công ty của mình á. Ồ, tự động được thì nó dài lắm. Dạ. Về trước hết là phải kinh doanh bình thường cái đã. Dạ, thì đúng rồi. Thì chủ yếu là em cần biết các bước, giống như là những cái bước lớn là để mình... Trước hết mình nói những cái đơn giản trước đã. Dạ. Nói cái lớn quá, làm từ... Muốn làm được cái lớn thì phải làm từ cái nhỏ trước. Dạ. Vậy thì giờ chắc là mình để mình có cái công ty đầu tiên trước nè. Đạo đóng cái cửa lại, chó nó sủa, nó ồn ồn nào. Dạ. Đầu tiên thì bây giờ thực ra quan trọng là ý tưởng thôi, chứ lập công ty thì dễ lắm. Lập công ty, lập công ty ở Việt Nam thì bây giờ dễ lắm. Ý tưởng với mô hình kinh doanh đúng không? Ý tưởng thôi. Bởi vì này có một cái mà mình có một vài cái video mình đã nói là hồi xưa mình có đọc thấy một cái cuốn sách, nó nói là không cần phải có vốn. Dạ. Đúng rồi. Mà điều quan trọng là bạn phải có một khát khao đến cháy bỏng. Bạn phải trở thành tỷ phú. Dạ. Thì chính cái khát khao đó nó khiến cho mình quyết tâm. Dạ. Để làm. Đó là cái mà nó ghi sâu vào cái cuộc đời mình, cũng như là nó giúp cho mình thành công sau này. Thứ hai nữa là cũng có một cái tài liệu mà mình đã đọc thấy là người ta nói là khi mà bạn chưa thành tỷ phú ấy, thì đừng sử dụng tiền đấy vào những cái cuộc cất cái này ra ngoài, cái nó bay vào đây đang quay phim, mà đừng có sử dụng tiền vào những cuộc ăn chơi. Bây giờ rất nhiều người giàu chưa giàu nhưng mà người ta gọi là sống ảo ấy. Lúc nào cũng cứ mua những cái điện thoại đắt tiền, mua những cái xe máy thật đắt tiền, sắm những bộ đồ rất là sang chảnh. Lúc nào ông ấy tỏ vẻ ta đây là một người giàu có, nhưng mà thực ra thì ông cha ta hay nói là thùng rộng kêu to, không ăn thua gì. Còn khi mà mình làm được rồi thì mình có khoe một tí chả sao cả, bởi vì cái đấy là mồ hôi công sức, là nước mắt của mình sợ gì ấy, mình có ăn trộm ăn cướp đâu, mình có tham ô tham nhũng đâu mình sợ. Có những người khi mình chụp cái nhà mình hay mình chụp cái ô tô mình, nó bảo mình khoe, bảo khoe cái mồ hôi công sức là nước mắt xương máu của tôi ăn cướp quá đâu mà tôi sợ. Dân không giàu làm sao mà nước mạnh được. Phải khuyến khích mọi người làm giàu. Gia đình giàu thì cũng khi mà ví dụ như ai đó có nghèo mình giúp, ai đó ốm đau bệnh tật mình còn có tiền, phải không? Chứ ví dụ như người thân mình cấp cứu mà tiền không có, lúc đấy nó khổ lắm. Đó, còn nói về góc độ quốc gia, thế khi mà đất nước mà giàu súng ống đầy đủ trang vũ khí hiện đại, thằng nào dám đụng vào nó cũng kinh ấy, đúng không? Nó thấy nước hùng cường nó cũng sợ, dại gì đụng vào nó nạ cho tan tành. Thì góc độ gia đình thế, trật tự đang quay phim mà sao cứ ồn ào thế, không được ạ. Đấy, trên cái cơ sở đó thì nếu mà em muốn hỏi gì nữa thì em hỏi. Đầu mình nói chuyện vừa là ghi lại luôn. Vậy là bước đầu tiên là mình phải có khát khao. Khát khao. Nói chung là cái khát khao là em cũng có rồi đấy, nhưng mà nói chung là cái người càng khát khao thì người ta càng làm được. Chứ nhiều người không
chỉ muốn làm giàu thôi, nhưng mà làm ít hôm rồi lại nghỉ và lại cứ muốn giàu thì không được đâu. Tại sao có những cái nhà khoa học người ta có những cái phát minh vĩ đại như vậy? Bởi vì ăn cũng nghĩ về cái đấy, ngủ cũng nghĩ về cái đấy, đi chơi cũng nghĩ về cái đấy, làm cái quay gì người ta cũng nghĩ cái đấy thì người ta mới làm được những chuyện vĩ đại. Bây giờ ông muốn làm giàu cũng thế, ông phải có những khát khao, lúc nào ông phải muốn làm giàu thì ông mới làm được. Chứ ông làm ít hôm xong ông lại muốn đi chơi thôi, tôi không muốn làm giàu nữa mà lại, nó lại giàu được thì mới gọi là tài. Vậy là lúc nào mình cũng phải nghĩ về cái công việc kinh doanh của mình hết. Nói chung là dành nhiều thời gian cho nó, cho nên lúc nào cũng nghĩ quá thì tẩu hỏa nhập ma chết. Bước đầu tiên là mình để mình có một cái công ty kinh doanh tự động là mình phải khát khao, lúc nào mình cũng suy nghĩ về cái công việc đấy. Không, nói tự động là nó hơi khó, cứ từ từ. Bởi vì không phải công ty nào cũng làm được như vậy đâu. Trước hết là để có một công ty làm ăn phát triển, đấy, thu nhập. Công ty á, thì đối với Michael Porter là cha đẻ của chiến lược cạnh tranh. Người được xem là một trong 50 bộ óc vĩ đại nhất của thế giới. Ông ấy nói đối với công ty ấy, thì quan trọng là lợi nhuận. Số 1 đối với công ty là lợi nhuận, chứ không phải là mở ra nhiều chi nhánh hay là nhiều nhân viên hoành tráng, cái đấy không quan trọng, mà đối với ông ấy nói số 1 là lợi nhuận. Đấy, nhiều người Việt Nam cứ cho rằng là trước đây là Việt Nam mình nó dở lắm, cứ cho là buôn bán là xấu này. Một thời là chế độ con buôn này nọ ấy, đi buôn là bị người ta coi thường lắm. Mà chính về điều đấy cho nên mình mới nghèo, chứ còn mình mà phát triển sớm như Nhật Bản, Singapore thứ thì bây giờ nó khác rồi. Đúng rồi, doanh nhân là mới người tạo ra công việc. Đúng rồi, không có doanh nhân thì đất nước mà không có doanh nhân thì bây giờ đấy, kể cả cái ngân sách mà đóng vào cho nhà nước thì cái đội ngũ doanh nhân vẫn là đóng nhiều nhất mà. Đúng rồi. Chứ đâu phải là người khác, mà họ quan trọng nhất là họ tạo được công ăn việc làm cho gần như mọi người dân. Đó, thì là đội ngũ doanh nhân người ta làm được điều đó. Đúng rồi. Tạo ra giá trị, tạo ra công ăn việc làm. Rồi tiền thu nhập cho nộp về cho ngân sách nhà nước thì cũng đội ngũ doanh nhân là chủ yếu. Như bên mình không nhớ chính xác, bởi vì bây giờ mình ngồi nói này mình không có search thiệt trên Google, nhưng mà ví dụ như tập đoàn bán lẻ Walmart của Mỹ, mình nhớ không chính xác, nhưng bởi vì cái này search Google nó ra, nhưng mà hình như mình nhớ là một tháng làm việc doanh thu của nó bằng cả đất nước Việt Nam làm việc trong một năm. Kinh khủng như thế. Mình nhớ không chính xác, nhưng mà cái đấy phải hỏi ông Google thì nó chính xác hơn. Để ông ta biết là nó kinh khủng cỡ nào. Ngày đầu tiên là mình phải khát khao lớn. Ủa mà mình làm cách nào mà mình nuôi cái khát khao đấy? Cái khát khao nó tự trong đầu mình chứ đâu phải làm. Nó trong đầu mình lúc nào mình cứ mong muốn thì mình sẽ lúc nào mình cứ mong muốn thì mình sẽ có cách này cách khác để mình làm thôi. Còn như lúc nãy nói với em ấy, thì là em là dân tự nhiên thì nó có hạn chế ở mặt giao tiếp, thì mình phải chịu khó học hỏi giao lưu thôi. Bây giờ nói thật, học thế nào được, giao lưu đi chơi với những người ta giỏi giao tiếp. Giao tiếp mà làm ăn được ấy, giao tiếp mà đi lừa đảo thì không chơi. Đúng rồi. chơi mấy ông lừa đảo là cuối cùng mình trở thành thằng lừa đảo luôn. Đúng rồi. Không thành công được đâu. Mình là tổng hợp của 5 cái người mà mình chơi nhiều nhất. Cho nên chọn bạn kỹ. Đúng rồi. Mình dị ứng với những cái thằng mà lừa đảo, với cả những cái thằng sống bậy là mình không chơi đâu, mình dị ứng lắm. Tự nhiên mình chơi với họ là mình né chỗ khác à. Chứ không phải là mình lựa đâu, mà mình không thích chơi những người đó. Đúng rồi. Lừa đảo với bậy bạ chơi mình là mình phát hiện nghi ngờ, hoặc là phát hiện ra là mình té nên mình tránh liền, mình không chơi nữa. Có những người hỏi tại sao mà em gọi miết mà anh không nghe máy. Thậm chí có những người mình chặn luôn điện thoại đấy, nó lại mua điện thoại số khác nó gọi cho mình. Nó hỏi tại sao mà em gọi anh không nghe máy, tại sao em gọi cho anh không được. Ôi, không giải thích nhiều, nói tóm lại mình không thích hợp với nó họ. Mình không thích hợp với họ thế thôi, mình không chơi với họ thế thôi, mình không có chê bai gì họ cả, mình không nói xấu họ. Không hợp mà thấy nó không hợp nhau thì thôi. Vậy lúc nào mà gặp cái người nào nó tính xấu thì mình cũng chả nói gì đâu, nhưng mà từ lần đó trở về sau là mình không chơi với họ mà kệ họ. Vậy là bước đầu tiên là có khát khao, rồi lúc nào cũng nghĩ về, rồi sau đó là mình phải tìm thầy. Tất nhiên thầy là phải có. Không thầy đố mày làm nên, câu nói đấy nó đùa nhưng mà nó cũng thật đấy. Bởi vì nếu mà
không có thầy ấy, thì vẫn có người làm nên nhưng tỷ lệ đấy rất ít. Bởi vì Khổng Tử nói người có ba loại, một loại là không cần học cũng biết, một loại là học thì sẽ biết, và loại thứ ba là học cũng không biết. Cái loại mà không cần học cũng biết là những nhà khoa học người ta tự nghiên cứu ra, người ta đâu có học. Loại thứ hai là học thì sẽ biết, thì những người đó là phải dạy thì mới biết. Còn loại thứ ba là học cũng không biết, có dạy nó kiểu trời gì nó cũng thế. Thì những người đây thì đừng dạy mất công mình rồi. Không được. Chắc họ cũng không chịu học. Không chịu học nữa. Chứ dạy thì phải, muốn học thì phải biết thôi. Không, nhưng mà có những người không học được đâu. Nói cái số người đó nó cũng không nhiều, nhưng mà mình thực tế thì mình có quen có một số người đến đây xin làm việc, xin miết, mình thấy tội mình nhận, nhưng mà vào thực sự họ không làm được việc. Cứ 10 phút sau nói trước họ quên sau thì thôi chịu, chứ có dạy bằng trời. Dạy xong rồi nó cũng quên. Thì ngày trước giống như anh ấy, thì lúc mà còn tay trắng ấy, thì lúc đó thì cái chuyện của anh ấy, anh mò mẫm sao mà để mà mình tạo ra được cái công ty đầu tiên được hay đó. Hồi xưa thì thực ra cái mình cũng không nhớ chính xác là năm nào, nhưng mà cái luật doanh nghiệp nó cũng mới ra đời sau này, khi mà mình lập Võ Đường nó cũng chưa có luật doanh nghiệp. Mình không nhớ rõ là năm nào nhưng nó chưa có luật. Còn ngày doanh nhân Việt Nam thì hình như mãi đến năm 2000 bao nhiêu đấy, 2006 hay bao nhiêu, cái này phải hỏi Google, phải search Google. Cũng mới có sau này mới được công nhận ngày 13 tháng 10 phải không nhỉ? Là ngày doanh nhân Việt Nam. Đó, thì mãi đến sau này mới được công nhận, chứ không phải là, bởi vì ngay lập tức hỏi mình không nhớ, vì nó nhiều việc á. Muốn nhớ thì bây giờ cứ phải tra Google, chứ bây giờ cái đầu mình thực ra nhiều cái mình không muốn nạp vào đầu nữa. Nạp nhiều cái dữ liệu không cần thiết nó bị loạn. Nên bây giờ mình chỉ tập trung vào những cái gì cần thiết kinh doanh hay cái gì đấy. Còn số liệu ví dụ như bây giờ mình đi cắt tóc hay mình mua áo, xong hỏi mua bao nhiêu tiền mình không quan tâm, đã không quan tâm thì không nhớ. Không nhớ vào cái đầu mình những cái chuyện vớ vẩn em gì cả, cho nên một số cái dữ liệu mà hỏi mình chính xác ngày mình không nhớ. Do mình không có nhập vào, cho nên đi cắt tóc của mình còn chẳng quan tâm là họ lấy bao nhiêu tiền nữa. Mà cắt tóc cả tháng nào cũng cắt, tháng thậm chí tháng cắt hai lần còn chẳng nhớ. Chẳng nhớ họ lấy bao nhiêu tiền nữa. Cái nào mà không cần thì không nạp vào đầu. Không nạp vào đầu vì cái đầu mình nó nhiều dữ liệu quá. Đúng rồi, hay quá. Mình chỉ giữ những thứ gì quan trọng nhất, cần xử lý thôi. Đúng rồi. Cho nên mình thấy là trí nhớ của mình rất là tốt so với người khác, bởi vì là do mình có lẽ là cũng một phần may mắn mà tự nó nhớ, cái đầu mình nó có được khả năng đấy, nhưng một phần là mình cũng không hay nạp những cái linh tinh vào đầu nữa. Cái gì mình thấy không cần thiết mình sẽ không nạp vào đầu của mình. Nếu mà cái... Rồi, mình đi tiếp chủ đề của mình thôi. Thứ hai là phải có thầy. Rồi... cái câu chuyện ngày xưa của anh á, những cái ngày đầu á, mà anh làm kinh doanh á, thì lúc đó thì thường hay gặp phải những cái khó khăn gì nhất? Cái câu này tí nữa em hỏi nhá, chứ mình nói cái chỗ có thầy cái đó thì thầy là phải chọn những người mà người ta đã đi qua thực tế và kiến thức thực tế thì mới tốt. Đó, còn những người thầy về lý thuyết thì cũng tốt, nhưng mà họ chỉ tốt ở cái góc độ lý thuyết thôi, chứ có những cái kiến thức thực tiễn họ sẽ không hiểu được. Họ sẽ không hiểu được để họ chỉ cho mình. Đó, như lúc nãy có ví dụ mấy em là một cái ông mà chuyên đục khối đá, hay là chuyên đục, năm nay là năm có tuất, còn mộng tuất năm con chó mà. Cái ông ở Hải Dương, ông ấy đục cho đá rất nổi tiếng và bán khắp cả nước, nhưng mà ông ấy già rồi, ngoài 70 tuổi rồi. Ông cũng truyền nghề lại cho nhiều người, nhưng có những người ông truyền ông trực tiếp ấy còn chẳng đục được nữa, là viết sách. Bây giờ một ông khác đến nhìn ông ta đục xong rồi viết sách xong rồi giảng cho người khác đục con chó đá thì đục thế quái nào được. Thì cho nên là nếu mà chúng ta riêng ở góc độ kinh doanh ấy, thì chúng ta phải tìm gần, phải nói đúng nghĩa là phải tìm chuyên gia thì đúng hơn. Đó, phải tìm những người ta đã thành công rồi, người ta có kinh nghiệm thực tế, người ta giúp mình thì tốt hơn. Tất nhiên những người thầy thì cũng tốt, nhưng mà những chuyên gia thì nó sẽ sát thực tế hơn. Chứ mình không phủ nhận những người thầy. Bản thân Michael Porter, cha đẻ của chiến lược cạnh tranh, cũng nói một cái câu là cần phải dành thời gian cho học tập. Nếu bạn có tiền thì nên dành thời gian cho học tập, việc học là quan trọng lắm. Yeah.
Đây rồi nó em vừa hỏi cái gì nhỉ? À, là giống như là những cái khó khăn mà, lúc mà công ty mình mới thành lập á. Lúc mới thành lập thì nó khó khăn nhiều thứ. Thứ nhất là về cơ sở vật chất, trang thiết bị, những cái trang thiết bị thực ra mình không cần nhiều lắm, cho nên đối với mình thì nó cũng không khó khăn lắm so với những cái công ty khác mà người ta sản xuất. Mình là công ty dịch vụ thì mình chỉ cần con người thôi. Đó, nhưng mà con người thì nó lại có khó khăn khác ở chỗ là mỗi người có bộ não, một cái suy nghĩ riêng, một cái được cái môi trường học tập và đào tạo riêng, cho nên là sẽ không dễ gì để họ hiểu được những cái ý tưởng của mình. Dần dần nên mình phải chịu khó phân tích để cho họ hiểu. Thì khi họ hiểu thì họ sẽ ủng hộ và làm theo mình. Rồi ở Việt Nam thì nó có nhiều cái khó kỳ cục lắm, ví dụ như chính quyền địa phương, rồi công an, nói chung là nó có những cái khó mà sau này đấy, bây giờ ngay cả chính phủ vẫn thường xuyên hàng năm là tìm mọi cách để cởi trói cho doanh nghiệp, người ta phải dùng đúng từ là cởi trói. Thế vì không trói người ta quá, người ta làm sao người ta phát triển được. Nên là phải tìm mọi cách gỡ bỏ giấy phép con, rồi cơ chế chính sách phải thông thoáng. Ngày xưa lập được cái công ty lên bờ xuống ruộng đi lại lại, bây giờ thì có thể ngồi là kê khai thủ tục qua mạng được. Nó khó khăn nhiều thứ, rồi kế toán, cái quế toán mình học về kinh doanh để kinh doanh chứ mình có phải học kế toán đâu, cho nên nghiệp vụ kế toán mình chả biết gì, lại cũng phải phải tìm hiểu rồi để mà xem nhân viên họ làm có đúng hay không. Nhưng mà phải nói thật là mình có một cái tài liệu mình thấy rất là tâm đắc, đấy là phải bắt tay vào làm việc ngay. Đừng có bao giờ chần chừ. Và mình kể cả khi mình đi giảng cái kỹ năng mềm cho sinh viên Đại học Nha Trang ấy, có bạn hỏi lập kế hoạch như thế nào, mình bảo tính mình không lập kế hoạch, mình thích thì mình làm luôn. Chứ không có chuyện ngồi đấy mà lập kế hoạch cho được thằng khác nó làm rồi thì mình chả có hứng thú gì làm nữa cả. Bao nhiêu năm tháng ngồi viết lập kế hoạch xong rồi thằng khác nó làm mất rồi. Thôi tự nhiên mất cả hứng thú. Mình đang chuẩn bị mở cái quán phở ở đây chẳng hạn, mình ngồi lo lập kế hoạch, lo soạn thảo, chuẩn bị thức ăn rồi đầu bếp như nào, hết ngày này qua ngày khác, hai thằng hai bên nó mở hai quán rồi thôi mình mở gì nữa. Mở nữa thì khách đâu. Nói chung là mình thích gì là mình phải làm ngay, làm thôi. Sớm làm càng sớm càng tốt. Thích vậy. Chứ nhiều người cứ bảo mình liều rồi có máu cờ bạc. Luôn tiện cái này mình nói luôn để quý vị các bạn biết là mình không bao giờ có máu cờ bạc từ nhỏ đến giờ. Không biết cái gì về cờ bạc hết á. Kể cả sổ số còn chẳng biết chơi nữa, đánh phỏm mình biết là mình tiệt, mình chỉ biết chơi mỗi duy nhất là chơi bài tiến lên. Ngày xưa chơi để đi đuổi trâu, nó là trong nhóm chơi thằng nào thua thì đi đuổi trâu, con trâu mà nó chạy xa quá không ngoài tầm quan sát rồi thì cái thằng thua phải đi đuổi đàn trâu về khu vực này. Chờ mà đánh xong cái trâu nó chạy sang làng khác mất rồi. Không thì trong quá trình chơi mà nếu mà trâu chạy thì cái thằng thua ván trước nó lại phải đi đuổi chứ. Đâu phải cứ tại vì đánh có khi đánh thua mấy ván rồi nhưng mà trâu nó vẫn đang ở đấy. Thì cứ thằng theo thứ tự, thằng nào thua trước thì đi đuổi trước. Lúc nào trâu nó chạy được. Còn trong trường hợp đang đánh mà trâu chạy thì trong nhóm phải đi đuổi nhé. Lúc đấy mới bắt đầu đánh thì chết thì trâu nó chạy mất luôn. Chạy mất luôn. Nói cho đấy, nói có máu cờ bạc là mình đính chính như thế, rồi liều lắm, không phải đâu. Quyết đoán của mình rất nhanh. Nhưng mà đoàn trong sự tính toán của mình chứ không phải liều. Ví dụ hồi xưa mình mua đất ở Hà Nội thì lúc đó mình tiền nong là mình có rất ít, toàn đi vay lung tung. Mọi người khuyên mình đừng có mua vì đang khủng hoảng kinh tế này nọ, đất chưa lên được đâu, mà lúc đó mình mua còn rẻ lắm, có hơn 1 triệu một mét này. Đất Hà Nội bây giờ đắt lắm. Thì mình mua mọi người cũng bảo mình liều nhưng không phải, đấy là vì mình đoán được đất nó sẽ lên. Ngay cả lúc mình vào Nha Trang thế nha, hồi đó đất ở Trần Phú là đang còn có 70-80 triệu một mét, đến khu vực nào đắt khoảng 100 triệu, bây giờ có khu vực lên 500 triệu một mét. Thì hồi đó còn khu vực ngoài này nhá, hồi trước có 4 triệu một mét. Đấy, mình nói rất nhiều học trò mua, lúc mình khuyên học trò mua lúc đấy nó khoảng 6,5 triệu. Nó không mua bây giờ lên 20 mấy triệu một mét rồi. Nghĩa là đấy là mình phải đoán được, mình phải nhìn được cái khu đất nào nó có thể lên, một khu đất nào nó cầm chừng, một khu nào nó sẽ đi xuống. Có những khu nó lên chán rồi nó xuống như đó. Cái đấy thì mình phải đoán được ra những cái đấy chứ không phải liều đâu. Tất cả những cái đấy đều phải nằm trong cái sự tính toán của mình hết.
Ngay cả hồi trước mình chơi chứng khoán thế, cái giai đoạn mà mình đoán là chứng khoán sẽ xuống là mình bán mà có những người mình không tiện nêu tên ở đây, có nghĩa là cũng vợ của nói chung là cũng người gọi là có máu mặt trên thị trường chứng khoán ấy. Khuyên mình không nên bán thì mình vẫn bán. Mình bán trong thị trường chứng khoán năm 2008, mình bán 2009, 2008 thì phải, mình cuối năm 2008 mình bán. Sau đó là thị trường chứng khoán nó cứ xuống mãi, bây giờ nó mới hồi phục rồi. Nó mới hồi phục được thời gian gần đây. Hay quá. Mình nói chung là nó phải quyết đoán và nằm trong cái sự tính toán của mình. Hoặc là năm 2011, khi đó là Ben Bernanke, chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, cứ mỗi lần ông quyết định liên quan đến chuyện nâng lãi suất hay hạ lãi suất gì đó là giá vàng là nhảy múa, thậm chí nháy mắt cái mở mắt ra thấy giá vàng nó đã lên rồi. Ở chỉ trong nháy mắt thôi. Đấy, thời điểm đấy buôn bán tốt, kiếm được rất nhiều tiền. Mà nó có những thời điểm như thế, mình phải quyết đoán. Mình phải hiểu, phải có kiến thức và phải quyết đoán. Nếu cái phần nào mà không quyết được, bây giờ không quyết được nữa, thì mình lại phải chơi trò liều là bốc quẻ kinh dịch. Hồi xưa mình được ông giáo sư ông bày cho mấy cái bốc quẻ, rồi bốc quẻ thì có thể mình rút một tờ tiền ra, mình xem số các cái tờ tiền nó có số series khác nhau mà. Đấy, thì mấy cái số series mà nó trùng nhau mình sẽ bỏ đi. Đây ví dụ như mình rút ra mấy cái đồng tiền cho em xem nhé. Nó sẽ có số series nó khác nhau này. Đây. Ví dụ đây nhá, đây là cái số cuối cùng là số 406 đúng không? Yeah. Còn cái số này 016 đúng không? Đó. Đấy, 330. Thì nó chỉ trùng nhau mấy số ở phía trước này thôi này. Đó. Đây là trùng mỗi số 1. Còn số 0 ấy là đều không trùng, nhưng có một số tờ tiền nó sẽ trùng một vài số series phía đầu. Đó. Thì mình sẽ bỏ đi cái số trùng và mình sẽ lấy số này và số này, bắt đầu mình xem trên kinh dịch. Mình xem trên đấy, đây là những cái mà mình học được thôi. Đó rồi mình xem lúc đấy gọi là hên xui ấy. Nếu mình không quyết được theo phương án nào nữa, thì mình sẽ chơi theo trò hên xui. Chắc trò này em không dám chơi. Không. Tổng số nhanh hơn. Không, cái này nó mang tính chất kinh dịch mà nó có một cái linh nghiệm ở trong đấy chứ. Nó có cái hay của nó. Nghĩa là cái tỷ lệ mà nó chính xác rất là cao. Chắc trò này phải luyện nhiều nữa chứ. Phải học. Không phải chơi mà phải học em ơi. Bây giờ có nói em chả hiểu. Dạ thật. Đấy nó phải học. Giờ không dám làm theo kiểu đấy đâu. Không, chứng khoán trong tình huống là phải quyết như vậy chứ. Nếu chứng khoán không quyết nó xuống mà đã xuống là không bán được nữa. Tất cả đồng loạt bán chứng khoán thì ai mua? Đúng rồi. Nó lại xuống, là ngày mai lại đồng loạt bán, 3 ngày đồng loạt là giá xuống ở mầm rồi. Đúng rồi. Chứ không phải như vàng mà bây giờ thích bán à. Chỉ cần gọi điện ra cho giám đốc hoặc phó giám đốc chi nhánh SJC Nha Trang yêu cầu chốt cho mình cái giá vàng giá đấy là ok, ăn sáng xong đưa vàng ra cũng được. Giá vàng xuống nó vẫn mua cho mình với giá lúc nãy mình alo. Mà giá vàng lên thì mình vẫn phải bán giá lúc nãy mình alo. Chứ còn chứng khoán không chơi kiểu đó được. Thì phải bốc quẻ chứ làm sao, phải kinh dịch, phải quyết định thôi. Nếu ông không quyết định thì giá nó nhảy múa tiếp theo mình sẽ là vô cùng khó xử. Hình như chỉ có chứng khoán ngoài mới có cái dạng mà kiểu đấy. Không, kể cả vàng có những tình huống nó gay cấn cũng phải đi đến một cái quyết định. Nếu mình lưỡng lự thì lúc đó mình sẽ bốc quẻ. Ủa vậy là mấy cái môn đấy là cha anh Hòa có người hướng dẫn hết nha. Hồi giáo sư á. Giáo sư luôn đấy chứ không phải là. Giáo sư giỏi luôn chứ không phải là phó giáo sư Bùi Hiền đấy nhá. Mà thường thầy của mình là đã làm được cái đấy rồi thì mới bày lại cho mình. Không biết được nhưng mà mình thấy nó hay, nếu mình áp dụng thấy nó hay thì mình cứ làm thôi. Còn nếu mà áp dụng 3 lần mà lại 2 lần trật thì thôi thì chắc không làm. Thấy áp lần 3 lần mà trúng cả 3 hoặc là 2 lần trúng thì được. Thế là ngon rồi, tỷ lệ 2-1 là tốt rồi. Mình cứ bao giờ nguyên tắc tỷ lệ 3, đa số, ví dụ như luật karate ngày xưa nó là 3 trọng tài, cứ 2-1 là được. 2 trọng tài cho thắng nghĩa là vận động viên nó thắng. Bây giờ 5 trọng tài thì cũng thế, cứ 3 trọng tài thắng thì nghĩa là vận động viên nó thắng, cứ tỷ lệ đa số thắng. Đầu tiên là có khát khao, sau đó là mình kiếm được thầy, rồi để mà mình hình thành được công ty thì nó còn cần chắc
Em nghe mọi người bảo là đầu tiên là mình phải trở thành một cái con người mà có khả năng như đã, rồi mình mới quản lý được cái công ty đấy. Cái đó là mấy thằng cha lý thuyết thôi, bởi vì khi mình làm á thì buộc mình sẽ phải khôn ra, mình cũng khôn ra nghĩa là mình ngu, mà ngu nghĩa là mình đã chết, sẽ thất bại. Thế còn ngồi mà bây giờ học cho khôn, biết đến bao giờ nó mới khôn. Bây giờ mình làm là tự nhiên vướng cái nọ vướng cái kia, người ta nói là cái khó nó sẽ ló cái khôn. Do cái khó đó buộc mình phải khôn ra, mà không khôn ra mình sẽ chết. Thì con người ta phải lựa chọn giữa sống hay chết chứ. Thì khi người ta làm, người ta sẽ thành công nhanh hơn là ngồi để mà nghiên cứu. Ngồi mà nghiên cứu cho được thì già tóc bạc rồi lụ cụ rồi, lúc đấy là không có hứng thú gì làm nữa. Ngay cả một số giáo sư tiến sĩ đầu ngành khi mà giảng cho anh hồi xưa ở các trường đại học, các thầy cũng bảo bây giờ các thầy chẳng dám ra ngoài để làm. Bởi vì đến tuổi đó là họ sợ ra làm thất bại. Thế hồi xưa mình bảo tại sao lại giáo sư tiến sĩ mà lại sợ thất bại là thế quái nào. Nhưng mà đúng là thật, đến một độ tuổi người ta sẽ ngại. Đến một độ tuổi nào đó người ta sẽ ngại làm. Còn nhiều ví dụ bây giờ em về em xui bố em kinh doanh, chắc ông chắc ông bảo thôi. Lúc đấy thì còn có gia đình rồi con cái nữa thì mình không có thể nào mạo hiểm tất cả được. Còn giống như em thì giờ em trẻ, em chơi kiểu gì cũng được. Hay quá, nói chung là mình phải hành động quyết liệt. Vậy thì giống như là về những cái mô hình kinh doanh gọi là ý tưởng cơ hội á, thì làm sao để mình gọi là mình kiểm tra một cái ý tưởng nào là nó có khả thi không? Cái đó là những cái nhà đầu tư nó phải đi kiểm tra, còn mình thì chả cần. Mình quan trọng là mình thích cái gì. Mình thích cái gì thì mình sẽ làm được cái đó. Còn ví dụ như ông Edison ngày xưa là ông ấy phát minh ra cái bóng đèn cho chúng ta, đúng không? Nhưng nếu mà hồi đấy mà mấy ông ấy bảo ông Edison ông làm ca sĩ đi thì ông sao ông làm được? Ông bảo tao thà tự tử còn hơn. Không, thì bởi vì ông ấy chỉ thích nhà khoa học thôi mà, ông có thích làm ca sĩ đâu. Thì quan trọng là mình phải thích cái gì đã. Mình thích cái gì thì mình sẽ quyết tâm, mình sẽ làm được. Còn mình không thích thì có dự án hay bằng thường. Mình đã không thích thì dự án hay mình chả làm. Nói chung kinh doanh là mình phải thích trước. Không phải kinh doanh mà lĩnh vực gì cũng thế, mình phải thích cái đã. Bây giờ rủ nhau đi Đà Lạt chơi đi mà em bảo em không thích thì thôi, tìm gì nữa. Trước hết phải thích cái đã. Đi chơi còn phải thích nữa rồi. Mà kiểu em như bây giờ thì em thích kinh doanh ấy. Nhưng mà kinh doanh thì có nhiều thứ. Thứ gì cũng làm được cả. Nếu mà giống như là giờ em đang bị cái chỗ đấy là giống như dự án đồ hay gì đấy nhiều quá, mà mình thì mình có hạn, mà làm sao mình test hết được mấy thứ đấy. Mình thích chứ, mình thích cái gì mình làm cái đấy. Hoặc thường thì anh hay thí nghiệm. Là anh sẽ làm nhỏ nhỏ. Ở trên một số video khác anh có chia sẻ, đầu tiên mình sẽ làm nhỏ nhỏ. Khi mình làm nhỏ nhỏ mình thấy nó thành công thì lúc đó mình làm lớn, mình sẽ không bị thất bại. Chứ còn nhiều thằng chưa có chắc chắn mà đầu tư một khoản tiền lớn, cắm nhà cắm đất đi vay ngân hàng, xong nó bể là chết đi bụi luôn. Mất hết luôn. Mình thì mình không làm thế. Ngay như bây giờ mình chả thiếu gì tiền rồi, mình cũng không làm thế. Mình vẫn cứ làm nhỏ nhỏ, đầu tư từ từ. Không có cái nào mình chơi liều cả. Những ý tưởng thì mình bỏ vào một tí xíu thôi, mình làm để coi thử nó ok hay không. Rồi mình mới tiếp tục làm. Tại vì mình dù sao nữa, mình đi lên từ hai bàn tay trắng mà. Mình phải đi theo cách của mình, chứ mình có phải con ông cháu cha tham ô tham nhũng được đâu. Mình không có nhiều để mình mất liên tục được. Mất liên tục là đi bụi luôn. Em thấy vậy, ai mà thường đi từ bàn tay trắng lên là làm cái gì? Chắc anh, chắc mình mới làm. Nhưng bước đi của họ là rất là thận trọng. Mà nhanh nữa. Hay. Làm từ nhỏ đi lên. Vậy thì thường mà cái cách mà anh chọn những cái dự án để làm á, thì anh hay chọn theo kiểu nào? Giống như là tự nhiên anh thấy ở đâu ra cái ý tưởng rồi anh thử nghiệm luôn, hay là anh sẽ giống như đi nước ngoài tìm những mô hình rồi mình làm lại? Không, anh phải thử nghiệm luôn, kể cả đang ngủ chồm dậy ghi vào giấy liền. Mình lúc nào cái tính mình là mình cái kiểu làm việc của mình là thế này. Cái kiểu làm việc của mình là mình nghe nó không chuyên nghiệp lắm, nhưng mà ví dụ như mình có ý tưởng cái
thì mình sẽ ghi vào cái quyển sổ của mình. Mà sổ nhiều khi mình chẳng có thời gian đi mua nữa, mình lấy 4-5 tờ giấy như này, mình gập đôi lại, mình lấy ghi, mình bấm mà, bấm góc mà, ra thành quyển sổ. Mình sẽ ghi ý tưởng của mình, trên đầu giường của mình là lúc nào cũng có giấy bút hết. Bàn làm việc của mình cũng vậy, đây là bàn của nhân viên, không phải bàn của mình. Ghi là làm, ghi là sau đấy là mình triển khai mình làm. Mà thậm chí có những ý tưởng, nhất là ý tưởng liên quan đến YouTube hay là video chẳng hạn, là phải nói liền nè. Chứ để hôm sau có khi mình là không có hứng thú để nói nữa, không có hứng. Bây giờ nó đang có hứng thú thì là nói luôn, làm luôn. Vậy là đầu tiên anh, mà làm sao anh có cần kiểm tra cái ý tưởng đó, xem đã có ai làm chưa hay... Đã không, mặc kệ nó làm, kệ nó, mình làm việc của mình. Trong cái kinh doanh người ta nói một điều là người ta nói, và đồng thời Trần Tiến đã sáng tác thành bài hát, đấy là đời doanh nhân vốn thông minh, đi lối đi chưa ai từng đi. Dám đi, dám nghĩ và dám làm, chứ không không cần thiết là cứ phải xem thằng nào nó làm rồi hay không. Làm mặc kệ nó nhé, nó làm việc của nó, mình làm việc của mình. Nói chung là mình cứ có ý tưởng xong rồi mình cứ thế chiến đấu thôi. Cho một ít nguồn lực mình ra là mình test trước thôi. Đúng rồi, chính xác. Mà chắc em làm kiểu đấy không được đâu. Em thì nguồn lực em ít lắm. Có cần gì nhiều nguồn lực đâu. Làm kiểu đấy chắc chịu không nổi. Thường là em làm thì chắc là có ý tưởng xong rồi em đi kiếm rồi thằng nào làm hay chưa. Rồi nếu như mà nó làm được rồi thì tại sao nó làm được rồi, nói chung mình test trước đấy đã. Thế là mất thời gian đó. Dạ đúng rồi. Mà được cái là nó sẽ chắc hơn. Chứ còn mất thời gian đó, bởi vì thích thì làm, không thích thì thôi. Cái tính của anh là thích là anh làm. Và làm đến cùng. Còn đã không thích là thôi, thằng nào nói cũng bằng thừa. Còn đã thích thì thằng nào nói cũng làm. Ví dụ như ngày xưa mình nuôi chó Phú Quốc, mình chỉ định nuôi một vài con cho vui, sở thích thế thôi, không có định nuôi nhiều. Mình đăng chó mình lên, bọn nó cứ chửi, nó cứ chê chó xấu nọ kia, mình bực mình nuôi nhiều luôn, mình làm hẳn cả trang trại cho anh em nuôi, phối hợp cùng anh em nuôi tùm lum luôn. Mình đã thích là mình làm, càng chửi mình càng làm, cái tính mình là thế. Mình không có ngán gì, không có sợ gì cả. Nhưng khi mình đã không thích nữa thì thôi mình không làm nữa, mày muốn nói gì cũng làm nữa. Nên là tính mình như vậy. Thích là làm, mà đã không thích là thôi. Gà đá thế, nhưng mà mình nuôi, mà bây giờ xem video, xem bán cho khắp cả nước mà mua cả trại nọ trại kia bán giúp anh em như thế. Nhưng khi mình bận, mình không thích làm nữa, mình tuyên bố mình ngừng, không có mua bán cho bất kỳ một ai nữa. Và từ hôm tuyên bố đến giờ là cũng ngừng luôn. Khi nào sau này không biết có làm nữa hay không thì sau này suy nghĩ sau. Còn hiện tại giờ là không có gà ngoé gì hết. Nghỉ. Thích là làm đến cùng, mà đã không thích là thôi. Chứ còn tìm hiểu gì, nếu mà nói chuyện tìm hiểu thì em thấy gà đá này người ta nuôi khắp cả nước như thế, bao nhiêu người nuôi kệ họ. Họ là việc của họ, mình là việc của mình. Mình thích thì mình làm, mà không thích thì thôi. Những cái đấy thì nó cũng đâu cần nhiều tiền đâu.